Vạn Lý Trường Thành được mệnh danh là bức tường vạn dặm dài nhất thế giới. Với nhiều thành lũy và điểm bắt đầu của Trường Thành nằm ở tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc và kết thúc tại Biển Đông. Vạn Lý Trường Thành bắt đầu được xây dựng từ thời Xuân Thu Chiến Quốc năm 420 trước Công Nguyên và 221 trước Công Nguyên. Một số đoạn tường thành được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Sau đó thì vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng ra lệnh nối lại và xây thêm vào năm 220 trước Công Nguyên và năm 200 trước Công Nguyên. Hiện những cái đoạn này thì chỉ còn rất ít di tích. Và cái Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng như chúng ta đang đi, được tham quan nhiều nhất hiện nay, được xây dựng dưới thời nhà Minh. Nó vào năm 1368 đến 1644. Cái bức tường vạn dặm dài nhất thế giới này được xây dựng chủ yếu là đất và đá, và bắt đầu xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên cho tới thế kỷ thứ 16. Một số đoạn tường thành được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Sau đó thì vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh nối lại và xây thêm từ năm 220 trước Công Nguyên và năm 200 trước Công Nguyên. Những cái đoạn này thì chỉ còn sót lại một ít di tích thôi. Còn cái Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng mà chúng ta đang đi đây, được tham quan nhiều nhất hiện nay, được xây dựng dưới thời nhà Minh vào năm 1368 và 1644. Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục đích là ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài. Ban đầu thì được xây dựng với mục đích phòng vệ, chống lại những cuộc tấn công của các cái bộ tộc du mục từ phía Bắc. Vạn Lý Trường Thành chỉ thực sự được hoàn chỉnh là vào đời nhà Minh, và nó được nâng cấp tất cả là 18 lần. Vạn Lý Trường Thành ước tính có khoảng 25.000 tháp canh đã được xây dựng dọc theo bức tường. Một nghiên cứu khảo cổ chi tiết sử dụng các công nghệ hiện đại được công bố vào năm 2009. Kết luận Vạn Lý Trường Thành do nhà Minh xây dựng, cái phần của nhà Minh xây dựng có chiều dài là 8.850 cây số. Nó bao gồm cả phần bức tường dài 6.259 km, phần hào dài là 359 km và phần lá chắn tự nhiên như đồi, sông dài 2.232 km. Một nghiên cứu khảo cổ chi tiết khác vào năm 2012 kết luận Vạn Lý Trường Thành có chiều dài 21.196 cây số. Theo sử sách Trung Quốc ghi lại, nguồn gốc của Vạn Lý Trường Thành bắt đầu từ thời Xuân Thu. Khi đó thì chỉ là những cái bức tường riêng rẽ được xây dựng bởi 20 nước như là nước Yên, nước Sở, nước Tề, nước Ngụy, nước Hán, nước Tần, nước Triệu, vân vân. Những bức tường thành này chỉ là những cái bức tường riêng rẽ và nó đã được nối lại bởi vị hoàng đế Tần Thủy Hoàng, tạo ra một cái Vạn Lý Trường Thành hiện hữu. Để tạo nên một bức tường thành uy nghiêm tráng lệ như hiện nay, hàng vạn người dân cùng với binh lính đã phải lao động mệt nhọc, thậm chí là bỏ xác tại đây. Đặc biệt, chỉ riêng việc gắn kết các cái bức tường thành riêng để tạo thành một Vạn Lý Trường Thành thì vua Tần Thủy Hoàng đã phải huy động tới 300.000 lính và hàng triệu người dân đi lao động trong suốt 10 năm. Và khi đó thì nhà Tần đã hoàn thành được bức tường dài. Bức tường do nhà Tần xây dựng ước tính dài 10 vạn dặm. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, thì nhà Tần có công rất là quan trọng trong việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Còn các triều đại khác thì chỉ tham gia đóng góp theo kiểu tu sửa bảo dưỡng.